Xin chào các bạn, Nokia 800 Touch với đầy đủ kết nối 4G, ứng dụng YouTube, Facebook và đặc biệt là chiếc điện thoại nội đồng cối đá của Nokia đạt chuẩn chống sốc quân đội MIL-STD-810G thì với khoảng 2,3 triệu bỏ ra, Nokia 800 Touch sẽ mang lại gì cho những cái trải nghiệm của chúng ta? Nó có đáng đồng tiền bát gạo hay không? Thì mời các bạn xem clip đánh giá ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là về thiết kế thì đúng kiểu là điện thoại chống sốc khi mà 800 mang kiểu thiết kế cực kỳ hầm hố cho một chiếc điện thoại phổ thông. Tuy nhiên cảm giác khi cầm ấy, nó lại không hề bị nặng, nó còn nhẹ hơn so với những gì mà mình tưởng tượng nữa, nhờ phần lớn chất liệu của máy là từ nhựa cứng với lại cao su. Và cái cảm giác cầm nóng của con Nokia 800 này cực kỳ tốt. Hai cạnh bên của nó là các họa tiết ô nhỏ sần, nó bám tay cho mình cái cảm giác cầm rất là thoải mái khi mà cầm con này. Và mỗi bên đều có phần ốc cố định, và đây là phần ốc thật luôn. Và cạnh trái sẽ là một cái khay để các bạn để sim này, thẻ nhớ. Và chỗ này nó có ron cao su chống nước cả và cũng ít tháo ra tháo vào, nên là mình chắc chắn là nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta sử dụng cũng như là bị rơi nước. Duy chỉ có cái cạnh phía trên của máy ấy, là nơi để cái cổng sạc. Thì cái này là vấn đề mình hơi lo ngại một xíu, đó chính là chúng ta sạc thì thường sẽ sạc nhiều và nó cũng tháo ra tháo vào nhiều, thì có thể thời gian lâu dài thì những cái ron này nó sẽ bị hao mòn đi. Tuy nhiên mình nghĩ các bạn cũng phải xài cực kỳ lâu thì nó mới xảy ra cái vấn đề này. Phần phía sau của máy là kiểu thiết kế nhựa sần, cái này sẽ có hai ưu điểm. Phần nhìn của máy thì trông cứng cáp hơn và trông đẹp nữa. Còn phần cầm ấy thì mình cảm thấy rất là sướng tay, nó không bị rít hay là khó chịu. Chỗ camera sẽ là một cái miếng thép, cái này là miếng thật luôn, và với cái vân phay xước. Và mình đánh giá chỗ này Nokia làm rất là chi tiết, độ hoàn thiện cao. Và tổng hết ở mặt sau chúng ta sẽ có khoảng 8 con ốc và nhìn cực kỳ là ngầu luôn. Và cạnh dưới thì Nokia Nokia 800 nó có một cái móc rất là lớn. Ban đầu thì mình nhìn cũng như một số bạn ấy, mình không thích cái điều này lắm, nhìn nó có vẻ hơi thừa thải một tí. Nhưng mà mình dùng vài ngày mình lại cảm thấy cái này nó có tiện ấy, bởi vì các bạn có thể móc cái dây vào này, hoặc là móc dây sau đó vắt ngang quần, hoặc là móc ba lô treo đâu đó cũng được, cực kỳ là dễ dàng. Và mặt trước ấy thì Nokia 800 sở hữu một màn hình với kích thước là 2.4 inch TFT 256.000 màu và phần bàn phím T9 rất là quen thuộc. Tuy nhiên phần bàn phím này nó có thêm một vài cái nút chức năng, chẳng hạn như là nút bắt, nút mở nhanh ứng dụng, và phần loa thoại mic được Nokia làm đối xứng nên là trong máy nó rất là cân đối và đẹp mắt. Với Nokia 800 thì thực sự thiết kế cho một chiếc điện thoại phổ thông như thế này là quá đẹp rồi. Về phần cấu hình ấy, thì máy được trang bị Snapdragon 205, RAM là 512MB, bộ nhớ trong là 4GB, hỗ trợ thẻ nhớ 32GB. Và máy có một tùy chọn là một SIM, một thẻ nhớ hoặc là hai SIM. Mình thì dùng một SIM và một thẻ nhớ, và máy hỗ trợ là 4G kèm tính năng là phát Wi-Fi. Thì đây là một trong những cái tính năng mà mình cực kỳ thích luôn. Và đây là cái chiếc thiết bị mà mình dùng để mà phát wifi khi mà đi ở ngoài đường này, hoặc là những nơi mà không có wifi. Thực sự là rất là tiện lợi luôn, và pin của nó thì cực kỳ là trâu. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cả 4G nữa, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng, mình sử dụng rất là tốt. Và mình thử với việc phát 4G liên tục thì 100% pin của máy nó trụ được tầm khoảng một ngày, từ sáng cho tới tối khi mà mình về nhà luôn. Thì mình cảm thấy là thực sự tốt, bởi vì thường thì mình không có dùng một cái điện thoại mà để phát liên tục như vậy đâu. Với những chiếc điện thoại thông thường thì các bạn phát thì tầm nửa ngày là nó cũng đã bay rất là nhiều pin rồi. Và Nokia 800 thì sử dụng hệ điều hành là KaiOS, có hỗ trợ các ứng dụng như là Google Maps này, Google Assistant, Facebook, YouTube mặc định. Mình thử có tìm Zalo các kiểu thì vẫn chưa thấy, nhưng mà nhìn chung thì mình không cần lắm, chỉ là sử dụng nghe gọi phát wifi là chính thôi. Viên pin của Nokia 800 là 2100 mAh, nhiều hơn rất nhiều so với những chiếc điện thoại phổ thông. Ví dụ như là chiếc Nokia 3310 ấy thì mình chỉ có là 1200 mAh thôi, hay là Nokia trái chuối 8110 cũng vậy, là tầm khoảng là 1500 mAh thôi, nó cũng không quá nhiều. Và theo Nokia thì máy sử dụng được đến một tháng, hơn một tháng, thì rõ ràng là các bạn có thể thấy nó trâu bò như thế nào rồi. Và với bộ sạc đi kèm, mình cắm sạc từ lúc sạc pin cho đến cạn pin, cho đến lúc pin đầy thì tầm khoảng là 2 giờ 45 phút, thì nó cũng không quá lâu cho một chiếc điện thoại như thế này. Và bên cạnh điểm mạnh về độ bền ấy, thì máy còn sở hữu khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP68, cho phép ngâm trong nước 1.5m trong vòng 30 phút. Và Nokia 800 ấy còn thêm nhiều cái tính năng của một chiếc smartphone nữa, kèm viên pin rất là trâu bò. Như vậy thì với hơn 2 triệu bỏ ra, mình sở hữu được quá nhiều thứ luôn. Đặc biệt là với những bạn nào mà đang tìm kiếm cho mình một chiếc điện thoại thứ hai để dự phòng, thì mình chắc chắn rằng Nokia 800 sẽ là một cái chiếc điện thoại rất đáng để mà các bạn có thể đưa nó vào trong cái list để mà lựa chọn ấy. Vừa rồi cũng là cái clip đánh giá nhanh của mình về chiếc Nokia 800. Thì các bạn cảm thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Hãy chia sẻ ở comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.